Loa BKBJ-S768 được đông đảo người dùng đánh giá là dòng loa cho chất lượng âm thanh tốt và độ bền cao. Vậy thực hư câu chuyện này như nào? Quý vị hãy cùng tôi theo dõi qua video này nhé! Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Về thiết kế bên ngoài, loa BKBJ768 được thiết kế hiện đại với hai mặt căng bằng sắt ở hai bên để bảo vệ loa chép. Ở giữa này, chúng ta sẽ có logo BK màu vàng kim trên nền vải kim tuyến tạo sự sang trọng. Hai bên chúng ta sẽ có hai thanh kim loại mạ chrome để tạo sự sang trọng cho đôi loa. Về kích thước, loa có chiều dài 52cm, chiều sâu 30cm và chiều cao 30cm. Ở mặt sau, chúng ta sẽ có đầy đủ thông số cần thiết cho sản phẩm, ví dụ như công suất hay là những chú ý của hãng tới người sử dụng. Hai cọc bắt loa sẽ được mạ đồng tạo sự sang trọng. Và đặc biệt trên loa BKBJ-S768 này, hãng sẽ dập chìm logo BK ở mặt đáy của sản phẩm để tạo sự đẳng cấp của thương hiệu. Và bây giờ chúng ta sẽ xem bên trong loa có những gì nhé. Loa sở hữu loa bass 25cm cùng với gân mút cao su tạo tiếng bass trầm ấm mềm mại. Hai loa chép có đường kính 7,7cm với thiết kế độ phủ âm chéo, chống bức xạ âm thanh và tái tạo âm thanh mạnh mẽ. Ngoài ra, loa có hai lỗ thông hơi mặt trước để tạo âm thanh tới tai người nghe nhanh hơn. Loa có công suất RMS là 220W và công suất max là 500W, phù hợp cho phòng từ 15 đến 25m². Và bây giờ tôi sẽ test thử chất âm của loa BKBJ-S768 này khi kết hợp với bộ dàn gồm đẩy liền vang BK Sound DP3600 và một bộ micro BCA UX12. Vừa rồi quý vị đã được nghe thử chất âm của dòng loa BKBJ-S768 này. Thật là tuyệt vời phải không nào? Nếu quý vị yêu thích sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 0255 hoặc truy cập website baochouelec.com để có thể sở hữu sản phẩm này nhanh nhất. Hiện tại sản phẩm đang có giá 8.800.000 đồng. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh YouTube của Bảo Châu Elec để nhận được những video mới nhất. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!